Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Một tuần nữa đã trôi qua và tối hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Không biết là ngày hôm nay là một ngày làm việc như thế nào của quý vị khán giả và một ngày học tập như thế nào của các bạn trẻ. Tuy nhiên thì dù như thế nào thì rất là hy vọng ngay bây giờ thì mọi người đã thực sự rất là thoải mái để có thể lắng nghe câu chuyện mà nhân vật của chúng ta chuẩn bị chia sẻ. Tuần này là một nhân vật mà ngay từ đầu bạn ấy không có sẵn sàng để đối diện với máy quay. Cho nên chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện từ bờ vai của bạn ấy thôi. Và chắc chắn là mọi người cũng đã rất là quen với điều này rồi. Bởi vì ai đến với Ai Cũng Có Chuyện cũng sẽ được tôn trọng tâm nguyện của mình. Vì hơn hết là chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện mà nhân vật mang đến tuần này cho Ai Cũng Có Chuyện mọi người nhé. Chào em. Em chào chị. Một chàng trai rất là trẻ luôn. Vì sao ngay từ đầu mình chọn một cái giải pháp là chị ơi em sẽ kể chuyện nhưng mà em không có lộ diện, lý do là gì nè? Tại vì cái này em cũng khá là ngại ngùng khi mà kiểu kể câu chuyện của mình, nhưng mà em lại nghĩ theo một chuyện khác là em muốn lan tỏa cái sự mà ngây ngô trẻ trung của mình cái thời điểm đó để mọi người biết tới, có thể là họ biết thêm, họ có quan điểm của họ và họ tránh được trường hợp giống em ạ. Cái sự ngây ngô và trẻ trung ở cái thời điểm đó, tức là cái thời điểm này là mình bớt ngây ngô và trẻ trung rồi hả? Giờ em, cái chuyện mà em sắp kể với chị thì nó cũng được mấy năm rồi. Mấy năm? Dạ được 2-3 năm vậy rồi. 2-3 năm dạ. Ồ sau 2-3 năm là mình thấy mình bớt trẻ trung rồi đó. Thôi bây giờ gọi em là cái gì cho nó dễ đây? Tôi chị của em là Hiệp đi. Tại vì em biết cái tên này qua một cái anh biên tập. Ôi ơi, gọi là gì? Con Hiệp gì? Hiệp Hào Hoa. Nickname của ảnh đầy đủ, chị giới thiệu luôn cho em. Hiệp Hào Hoa. À, là em biết đến chương trình là nhờ anh Hiệp Hào Hoa đó đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, câu chuyện mà em nói là cách đây diễn ra khoảng 2 năm. Vậy thì bây giờ để đặt tên cho cái câu chuyện đó đi, thì em sẽ gọi cái câu chuyện mà mình chuẩn bị kể, cái trải nghiệm mà mình chuẩn bị chia sẻ, nó sẽ được đặt tên bằng một cái từ khóa như thế nào Hiệp? Trải nghiệm đầu đi ạ. Trải nghiệm đầu. Nghe nó có vẻ ngây ngô quá ha. Trải nghiệm đầu, con người ta thường trải qua rất là nhiều điều đầu tiên trong cuộc đời. Tình đầu. Cái này là có nghĩa là bị gạ gẫm lần đầu, bị gạ gẫm vậy ạ? Cạm bẫy, gạ gẫm dạ. Ồ, nghe là thấy có mùi hụt hẫng rồi đó. Rồi vậy thì bây giờ nó bắt đầu từ đâu? Em muốn bắt đầu câu chuyện từ cái việc mà em chung ước chung ráo lên Sài Gòn những năm đầu học đại học. Quê ở đâu? Dạ quê ở Đồng Nai. Từ Đồng Nai mình vào thành phố Hồ Chí Minh. Năm đó là em bao nhiêu tuổi? Năm đó thì em chỉ là một thằng nhóc mới lớn thôi, em chỉ mới 18 tuổi thôi. Và chuyên ước chuyên ráo lên trên Sài Gòn để tìm trường đi học. Nhưng mà kiểu như là em biết là gia đình cũng không có giàu có, chỉ là đủ ăn đủ mặc thôi. Hiểu được vấn đề là mình phải đi làm thêm để không vừa giúp được gia đình thì mình cũng tự trang trải cho bản thân mình được. Thì em cũng làm khá là nhiều nghề rồi. Có một thời gian em đi chạy Grab nữa. Cũng năng động á. Nhưng mà nếu mà nói thật ra thì em là một cậu bé khá là nhát á. Kiểu khá là rụt rè. Rồi sao nữa? Thì mọi chuyện thì bắt đầu từ cái việc mà em bắt đầu làm sale ở chỗ đó. Từ cái cửa hàng đó. Dạ đúng rồi. Những ngày đầu vô làm á thì em được một cái chị quản lý khá là quái em luôn, rất là quái em luôn. Chỉ em những cái thứ mà em không biết thì em chỉ nghĩ đơn giản thôi, đó là cái tình gọi là cấp trên đối với cấp dưới, với lại em một phần cũng là người mới nữa thì em không có suy nghĩ nhiều. Còn một thời gian sau thì liên lạc nhiều nhưng mà không bàn về công việc nữa, chỉ hay rủ em đi chơi, xem phim, cũng hay gạ gẫm em là đòi em làm người của chị và cũng hay rủ em qua ngủ lại với chị. Khoan dừng nè, ê xa xa lắm rồi đó, xa dữ rồi đó. Chị quản lý là chị thì lớn hơn em nhiêu tuổi? Lớn em đâu đó khoảng em nghĩ chắc chục tuổi á, gần bằng một con giáp vậy ạ. Gần bằng một con giáp. Tại vì em xưng hô với phụ nữ thì em kiểu chị thôi chứ không để em xưng cô thì nó kỳ lắm ạ. Em cũng kêu chị thôi. Không, mà chục tuổi thì chị là đúng rồi chứ. Chục tuổi mà cô là trời ơi là phạm thượng lắm. Không biết sao nhưng mà nhìn chị kiểu vẫn có nét trẻ ạ. Tại vì đến đây chắc chị chưa lập gia đình hay sao em cũng không biết. À mình cũng chưa biết là chị có lập gia đình hay chưa luôn. Dạ chưa, tại vì chỉ đa số là gặp nhau trên chỗ làm thôi.
mà nhìn thì cũng trẻ đẹp. Trẻ đẹp không? Thì phụ nữ mà trẻ đẹp ạ. Rồi khi mà mình vào mình làm thì cái khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì mình thấy là cái sự tấn công mà chỉ dành cho mình nó bắt đầu khác thường? Em nhớ không nhầm là khoảng tầm 2 tháng, 2 tháng rưỡi là bắt đầu là cái tin nhắn công việc nó ít dần đi. Và chỉ hay rủ em đi chơi. Ngày off của em á, thì chỉ rủ em đi xem phim. Rồi còn rủ em là xem phim xong nếu mà về khuya, về muộn á, thì có thể qua bên nhà chỉ ngủ. Tại vì chỉ cũng ở một mình thôi. Rồi em có đi xem phim không? Em không, em từ chối luôn. Em từ chối ngay từ lúc đầu luôn. Tại vì cái cơ bản của em chỉ là muốn kiếm thêm thôi. Và em cũng, lúc đó em cũng tập trung vào việc học nữa. Em không có muốn sao nhãng việc học. Tại vì cái mục đích ban đầu của em từ dưới quê lên là chỉ có học tập thôi. Còn cái việc đi làm chỉ là kiếm thêm thôi. Còn những việc khác thì em không có nghĩ tới. Rồi em trả lời cái tin nhắn rủ đi xem phim. Và nếu như mà buồn quá thì không sao đâu, nhà chị phòng còn trống rồi đó. Thì em trả lời làm sao? Em kêu là em xin lỗi chị, tại vì hôm đó em có việc rồi. Em nghĩ sao thì em nói vậy thôi. Chứ bây giờ mà lỡ mà đi với chị thì cái gì đó nhiều khi nó không hay nó lại tới. Thì lúc em không biết phản ứng sao luôn. Tại vì cơ bản là em cũng là một thằng gọi là nhân viên bình thường thôi, còn chỉ là quản lý nên là em cũng hơi khó nói cái vấn đề đó. Thực ra cái lúc mà mình nhận được cái tin nhắn mà đề nghị đi chơi riêng như vậy thì cảm nhận của em, gọi là cái cảm xúc của mình á, nó như thế nào? Tại vì em biết được cái, tại vì làm việc với nhau cũng được mấy tháng, chị nó cũng hay gài gẫm em, nên là nhận được cái tin nhắn đó thì trong người em nó bật ra một cái chỗ phòng thủ á chị. Tại vì em không muốn mình thoải mái quá. Tại vì dù gì làm chung với nhau thôi, cũng không có tiếp xúc nhau nhiều lắm, chỉ làm việc tiếp xúc chỗ làm thôi. Em cũng không biết nhiều về chị nữa. Tức là mình biết rằng đây là một cái tin nhắn không có bình thường. Dạ đúng rồi. Không có phải đi coi phim bình thường. Dạ. Không có phải một cái người chị bình thường. Đúng không? Dạ đúng. Điều gì nó khiến cho em không đón nhận cái mối quan hệ này để trục lợi? Bởi vì rõ ràng là mình thấy mình có lợi đó. Nếu như mình say yes, mình đồng ý thì theo quan điểm của một số bạn trẻ ngày nay thì có sugar daddy thì các bạn cũng có thể có sugar mommy. Yeah. Các bạn còn có một cái cụm từ hiện nay mà các bạn hay xài là tiểu thịt tươi đó. Các bạn biết tiểu thịt tươi không? Dạ biết. Đó. Thì điều gì khiến cho một cậu con trai 19 tuổi như em lúc đó không màng tới cái suy nghĩ này? Thì cũng khá may mắn là em sống trong một gia đình tuy không giàu có nhưng mà ba mẹ em dạy em rất là nhiều, giáo dục em rất là nhiều, truyền tải những cái gì đó hay tích cực cho em. Em sống như vậy từ bé rồi. Với lại một phần là em lên đây em chỉ khăng khăng là em chỉ có đi học thôi. Còn cái việc này là việc kiếm thêm của em để em trang trải cuộc sống. Nếu không có việc này thì mình cũng sẽ tìm việc khác. Em có suy nghĩ như vậy. Mình tin là có nhiều khán giả đang trong vai trò là phụ huynh xem chương trình này. Cái khó khi mà chúng ta ở trong vai trò của một cái người làm giáo dục á, nó là ở đây. Đôi khi các bạn phải đợi con của chúng ta 19, 20 tuổi chúng ta mới dám tin rằng là cái điều mà mình dạy nó từ cái năm nó 4, 5 tuổi bây giờ nè, nó mới trổ ra thành một cái trái, thành một cái hoa. Đôi khi cái việc mà bố mẹ cần mẫn sống rất là tử tế dạy con mình là con ơi chọn cái đúng nha, con ơi không có tham nha, con ơi không thế này thế kia. Nhiều khi nói vậy không biết là nó có hiểu không nữa. Nói vậy mà không biết nó có tin là trời ơi làm cái chuyện tử tế nó vẫn quan trọng hơn. 5, 10 năm sau, 20 năm sau thì chúng ta mới xác thực được một cái đáp án. Cho nên thôi cứ cần mẫn làm đi rồi sau đó sẽ có trái ngọt. Thì mình từ chối. Dạ đúng rồi, em từ chối từ cái lúc mà lần đầu chị nhắn cho em như vậy luôn. Chị có trả lời tin nhắn sau khi em từ chối không? Chị hạ cảm xúc vào cái tin nhắn đó của em và chỉ kêu là ok em, vậy hẹn bữa khác hay cái gì đó. Em cũng không nhớ rõ tại vì cái vấn đề đó nó khá là chi tiết, em không nhớ rõ được cái chi tiết đó. Rồi sau đó thì sao? Thì sau đó thì em vẫn đi lên đi làm việc bình thường thôi ạ. Bỗng có một lần á là cái chỗ làm của em là sếp mới là cho nhân viên kiểu như là đi ăn tiệc á. Ăn tiệc chỉ là ngày lễ thôi. Đó là hôm đó thì em cũng có đi nữa. Em thì em không có nhậu được, em không uống. Còn vì chị đó là vai trò là quản lý, chị phải đi mời sếp, mời này mời nọ. Em thấy chủ khá là nhiều luôn. Và lúc mà tàn tiệc á, chị đó say quá rồi. Chị đó có ngỏ ý là em chở chị đó về giùm, nhà, đến nhà giùm. Thì em cũng sẵn lòng thôi. Thì em chỉ nghĩ là mình chở chị đó đến nhà rồi mình để chị dưới về và mình sẽ đi về. Nhưng không, lúc mà em chở đến nhà rồi thì chị có kéo cái áo của em.
chị kêu là giờ chị say quá rồi, chị không có lên được, không lên nhà được. Với lại chị ở một mình, nếu mà lỡ tối chị có gì đó thì nguy hiểm lắm. Kiểu là muốn em lên ngủ với chị một đêm vậy đó. Em suy nghĩ là như vậy là cũng đúng. Thì em cũng lên, em dìu chị lên. Nhưng mà cái vấn đề là chị đó thì nằm ở trên giường, còn em thì nằm dưới đất. Đó, một điều rõ ràng của em là như vậy. Nửa đêm á, đến lúc nửa đêm thì tại vì là chỗ em khó ngủ, em cứ nằm thôi, em cũng lim dim thôi, nhưng mà em chưa vào giấc. Thì em cảm nhận được là chị đi xuống dưới chỗ em và nằm kế em luôn. Và chị ấy dùng tay đụng chạm vào những cái bộ phận nhạy cảm của em. Em cảm nhận điều đó, em rất là hoảng hốt luôn, tại vì cái đó lần đầu đến với em. Em mở mắt dậy và em giật tay chị ấy ra. Cái em không nói một lời hết là em bỏ về ngay trong đêm luôn. Đúng là đối với em đúng là đang rối bời rồi, em đi trên đường mà em không biết em đang làm cái gì ở đây nữa, kiểu vậy. Rồi mình đi về nửa đêm. Em đi về luôn ạ. Là đúng đó, là em thấy là chị đó kiểu như là không say như là chị ấy nói đâu, chị ấy chỉ là muốn dụ em qua để ngủ với chị và chị làm những chuyện đó rồi. Đáng lý ra nha, với cái sự tỉnh táo của một cái cậu con trai mà hôm bữa mà mình trả lời tin nhắn của chị ấy, chị em không có đi xem phim, bận rồi, thì cái cậu con trai ấy phải là cái cậu con trai mà không em đưa chị lên nhà rồi em đi về thì nó mới hợp lý. Em cũng không biết tại sao nữa, tại vì lúc đó cái em bị cuốn theo cái tình huống đó chị. Và lúc đó là cái chị đó cũng có hơi men trong người và chị nói những cái câu mà đánh vào tâm lý em rất là nhiều luôn. Thì chị nói là chị say quá rồi và chị không lên nhà được và kiểu chị ngủ một mình nữa, sợ trúng gió hay gì đó nguy hiểm, đánh vào tâm lý em rất là nhiều luôn. Lúc đó em cũng băn khoăn, nhưng mà thôi, bề nào cũng là chỗ chị em làm chung thì em nghĩ ok. Nhưng mà em rất là rõ ràng là chị nằm ở trên giường và em nằm dưới đất. Mình nghĩ là mình sẽ có những cái khoảng cách rồi. Mình chia ra ranh giới về mặt vật lý rất là rõ ràng với cái người này rồi. Thế thì khi mà mình ở trong một cái không gian như vậy và mình bị tấn công như vậy và mình bỏ về, thì sáng hôm sau bạn ấy có đi làm không? Về phần chị ấy thì em thấy chị ấy rất là bình thường luôn. Có nghĩa là cái người mà chịu đựng cái nỗi em có thể gọi là tổn thương đi ha, là chỉ có mình em thôi. Còn mấy chị ấy thì chị ấy rất bình thường luôn, như không có gì ra hết. Không biết cái vấn đề đó, vấn đề mà chị ấy hay gạ những cái bạn nhân viên hoặc là gạ những bạn nam khác có thường xuyên ra với chị hay không. Nhưng mà lúc mà em nhìn vào thái độ của chị thì chị rất bình thường luôn, kiểu như là không có gì xảy ra vậy. Em chia sẻ cái sự rối ren đó của em cho ai nghe? Em rất là ngại, rất là mắc cỡ luôn, em chỉ giữ trong lòng thôi. Em chỉ nghĩ là cho một mình biết thôi. Em bây giờ làm sao em? Dạ, em có tính gọi về cho gia đình, nhưng mà em sợ gia đình lại lo. Rồi lại nói em là thôi, đừng có ở trên đó nữa, thôi về dưới nhà, dưới quê á, kiếm việc gì đó làm cũng được. Thì em nghĩ gia đình em lo cho em thôi. Lúc đấy là mình vẫn còn đang đi học. Dạ đúng rồi, đúng rồi, em chỉ mới năm 2 thôi. Mình có định kể cho mấy đứa trong lớp nghe không? Dạ không, tại vì trong lớp thú thật với chị là em đi học, em chỉ lên em học, rồi em học xong rồi em đi về thôi. Em rất thích đi gọi là đi chơi, đi bời với bạn bè luôn. Nghĩa là mình cũng không có những cái kết nối khác để mình có thể được, dạ, được đúng rồi, chia sẻ tại thời điểm đó, để mình cảm thấy là mình được hiểu, mình được thoát ra khỏi cái sự hoang mang đó. Em có sợ sau ngày hôm đó chị ấy sẽ trù dập em không? Chị ấy trù dập em rất là nhiều luôn. Em với chị ấy thì em xác định rõ là em không có tình cảm, không có gì với chị ấy rồi, em rất rõ ràng. Nhưng mà khoảng một tháng sau là có một bạn nhân viên nữ cũng vô chỗ em làm. Thì em với bạn đó nhắn tin rất là nhiều. Em với bạn hầu như là kiểu như là phát sinh tình cảm nhưng mà chưa có ngỏ lời ấy chị. Thì nói chuyện nhiều, cũng thích nhau. Em cảm giác là bạn đấy cũng thích em và em cũng thích bạn đấy. Không biết vì một cái nguyên nhân nào mà chị quản lý đó biết được. Chị đó có gọi bạn đó vô phòng của chị đó và nói cái gì đó em không biết. Nhưng mà lúc mà khi bạn ấy quay ra, em có hỏi bạn đó, có nhắn tin trò chuyện với nó, thì em thấy độ bạn đó rất là khác với em 360 độ luôn nè. Là không còn bình thường như trước nữa. Là hồi trước rất là thân thiết với nhau, cái gì là kiểu là cũng hỏi han nhau một xíu rồi quan tâm nhau một xíu, nhưng mà lần này thì bạn ấy trả lời em kiểu như là cho có sẽ giao rồi. Em thấy rất là lạ. Theo kiểu là bạn ấy giữ khoảng cách với em vì giận em hay là coi thường em? Không, em nghĩ là do chị quản lý biết được cái mối quan hệ với em bạn đó. Em nghĩ là chị đó sẽ ghen với cái mối quan hệ này, nên là chị đó muốn nói xấu em một cái vấn đề đó. Em không rõ, nhưng mà thái độ bạn đó thì khác với em.
Tại vì á, tùy thuộc vào cái việc mà chị ấy nói cái gì mà cái bạn nữ kia bạn sẽ đối xử với em như thế nào. Dạ. Ví dụ như nếu như mà chị ấy dùng cái cường quyền của chị ấy để buộc cái bạn nữ kia là phải chấm dứt mối quan hệ với em đi, hai bạn ngưng cái chuyện tình cảm riêng tư đi, lo bán hàng đi, thì bạn nữ này có thể vì cái nỗi sợ mà giữ cái khoảng cách với em. Nhưng cái việc giữ khoảng cách đó nó vẫn là một cái thái độ ôn hòa, vẫn là một cái thái độ theo kiểu ít nói thôi. Nhưng nếu như mà cái chị quản lý ấy chỉ muốn làm hại thanh danh của em thì có thể là từ chuyện không thành có. Từ cái việc em ngủ ở dưới đất nó lại thành ra cái chuyện là đêm đấy em đã nằm ở trên giường. Từ cái chuyện mà vốn chị ấy là cái người tấn công em thì thành ra bây giờ em mới là cái người tấn công chị ấy. Từ cái chỗ nửa đêm em là cái người lao ra khỏi nhà chị ấy thì thành ra chị ấy mới là cái người lao ra khỏi phòng chị ấy vào lúc nửa đêm. Thì cái thái độ của bạn nữ dành cho em sẽ là một cái thái độ rất là khinh miệt. Đúng chưa? Lúc đó thì em nghĩ đơn giản là có thể là chị đấy ghen. Ghen là chắc chắn rồi, nhưng mà khi người ta ghen, người ta sẽ nói câu chuyện gì thì chuyện này cần phải được xác định lại. Cái câu chuyện đó thì em không có rõ nữa, tại vì em nhưng mà bạn nữ dành cho em thái độ gì? Thái độ xa cách, nhưng mà xa cách kiểu nào? Thí dụ mà chạm mặt nhau ở trên chỗ làm đi thì bạn nó cũng sẽ lơ đi và làm việc khác. Bình thường thì nếu mà gặp mặt nhau thì cũng sẽ hỏi han nhau một vài câu, nhưng không, bạn ấy né tránh mặt em. Em cảm nhận được cái điều đó. Sau đó thì mọi người trong chỗ làm của em á, trong công ty thì cũng lời ra tiếng vào nhiều lắm. Cũng nói em với bạn đó xích mích, và cũng nói là do bà quản lý tác động nên là tụi em xích mích. Rất là nhiều cái lời lẽ mà em không có nào mà hình dung được mọi người tại sao không hiểu gì câu chuyện hết mà có thể nói một cách nó hay như vậy được. Kiểu là mọi người vẽ ra câu chuyện đó. Thì đúng là em với bạn đó có thích nhau. Yeah. Đúng là em với bạn đó đang giận nhau. Và đúng là sự giận nhau của hai bạn là do bà quản lý bà tác động mà. Ủa, mọi người có nói sai gì đâu em. Nhưng mà kiểu mọi người chưa kiểu nghe hết cái câu chuyện à. Mọi người chỉ là nói từ kiểu chủ quan của người ta thôi, là người ta nói như vậy thôi. Cái thời gian đó em áp lực lắm. Một tháng mấy á, là lúc đó em bắt đầu xin chỉ là cho em nghỉ làm để em bắt đầu tìm một công việc khác, em làm lại một cái gì đó mới mẻ cho bản thân. Em nghỉ việc đó rồi thì em mới bắt đầu gọi về cho gia đình và tâm sự cái câu chuyện đó. Thì lúc đó phản ứng của gia đình thế nào? Thì kiểu gia đình em thì đầu tiên nghe thì em không thấy mẹ em nói gì hết. Em nghĩ là chắc mẹ em cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng sau cái suy nghĩ đó thì mẹ em lại động viên em. Như là em biết mẹ em buồn á, nhưng mà mẹ em lại kiểu muốn nói kiểu giọng nó lớn lên, kiểu hào hùng lên để cho em đừng có buồn nữa, đừng có tủi thân nữa. Là mẹ em nói là thôi, không có việc đó thì làm việc khác cũng được, thiếu gì việc, trên Sài Gòn mà. Thì em không thấy được em ngủ một phần nào. Rồi em cũng bắt đầu một công việc khác và em thấy cũng ổn hơn, đỡ hơn cái tâm lý hơn. Thực ra cái quan trọng ở đây, đáng lý ra em phải đi tìm việc khác từ lâu rồi. Tại vì về căn bản đó cũng chỉ là một cái công việc tạm thời. Vì cái việc chính của em tại thời điểm đó vẫn phải là việc học. Và cái việc mà mình đi làm thêm, đã gọi là làm thêm thì tức là nó thêm mà. Lúc đó làm như kiểu em kiểu chưa suy nghĩ tới cái vấn đề đó. Em chỉ là ok, mình sẽ cố gắng mình trụ cái này thêm một thời gian nữa như thế nào. Kiếm tiền mình sẽ cố gắng mình chịu thôi. Chỗ đó, chỗ kiếm tiền, các bạn trẻ sẽ có một cái cảm giác bị thu hút khi mà mình có được thu nhập đầu đời. Sẽ có được cái cảm giác tự hào khi mà mình kiếm ra tiền, mình có thu nhập. Thì cái điều này nó không sai, nhưng mà đừng quên rằng đây là cái giai đoạn nào. Thì rất tiếc là nhiều khi chúng ta tuổi trẻ mà, thì thường tuổi trẻ thì nhiều khi mình cũng xác định hơi sai một tí về vấn đề trọng tâm thôi. Cái điều nữa mà tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành nạn nhân của cái định kiến của chính mình, đó là định kiến về giới. Mọi người vẫn hay nghĩ rằng là nạn nhân của một cuộc tấn công tình dục phải là nữ, nạn nhân của một cuộc xâm hại phải là nữ, nạn nhân của một vụ quấy rối phải là nữ. Nhưng chúng ta quên mất rằng là giới nào cũng có thể là nạn nhân. Trong cái câu chuyện của em á, mọi người sẽ hay, có thể là mọi người còn nhắc về em như một dạng đùa cợt nữa cơ. Thậm chí là có thể là có những ông anh, có những cái người nghĩ rằng trời, thằng này số hưởng mà không biết hưởng. Có nghĩa là vai trò nạn nhân của em nó không được cảm thông thì chớ, nó lại còn được nhắc tới như một dạng bỡn cợt. Đó là một cái điều cực kỳ đáng sợ trong cái câu chuyện về định kiến giới của chúng ta. Mà ở đó đôi khi những bé trai, những cái người thuộc về giới tính nam
họ đang trong vai trò là nạn nhân và họ không bao giờ được đồng cảm, họ không bao giờ được thông cảm, họ không bao giờ được cứu kịp thời bởi vì cái định kiến này. Bởi vì người ta luôn cho rằng chỉ có nữ mới là nạn nhân thôi. Chính em cũng là nạn nhân của suy nghĩ của em luôn. Là đôi khi em nghĩ chỉ là nữ mà, không lẽ chỉ làm chuyện đó. Thực ra cái sự chần chừ của em á, khi mà em chở chị về nhà, bên cạnh cái việc một chị say nè, hai là trời gửi như mà chị bị trúng gió rồi thì sao, ba là mình nằm dưới đất, mình đâu có nằm trên giường đâu. Bởi vì em chỉ nghĩ cái gì, em chỉ nghĩ em mới là người tấn công người ta, chứ em không nghĩ người ta là người tấn công em. Em rõ ràng là chắc chị đó say rồi, như vậy thôi. Chứ em không nghĩ là chị đó sẽ là người mà chủ động làm những cái việc đó với em. Em không bao giờ nghĩ nữ giới có thể chủ động. Bởi vì trong phim ảnh em đã từng coi, trong truyện nào đó mà các bạn đã từng lén thầy cô cha mẹ và truyền tay nhau đọc ở tuổi dậy thì, và vô tình nó tạo ra một cái niềm tin rất là sai lệch như vậy, và tạo ra một cái ảo tưởng về giới của các bạn, và dẫn đến cái việc là mình đã ở trong cái vai trò là hột đậu rồi mà mình vẫn cứ nghĩ là mình là con gà không à. Để rồi khi mình bị mổ rồi mình mới biết. Một cái câu chuyện đến thời điểm này thì nó vẫn mang màu sắc hãy lưu ý về việc phòng tránh xâm hại cho trẻ em nam, thưa quý vị khán giả. Thế thì chuyện nó cũng đã qua 2 năm rồi. Vậy thì ngày hôm nay mình ngồi đây mình kể lại, cái tâm thế kể lại của mình là cái tâm thế gì? Mình muốn cái gì khi mình kể lại câu chuyện này? Ý là em chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình, có thể là lan tỏa một cái thông điệp mà kiểu giúp mọi người tỉnh táo hơn, kiểu là với cái sự lựa chọn của mình ấy à. Em chỉ muốn mọi người biết như vậy thôi. Lỡ như sau này mình đi làm, tại vì chắc chắn là mình sẽ đi làm, mình lại gặp một chị sếp nào đó na ná như vậy, em nghỉ việc liền không? Hay là em kệ chị đi rồi tới đâu em tính tới đó? Thì bây giờ em nghĩ về cái vấn đề cũ thì em cũng là không sợ rồi. Nên là lần này em sẽ đương đầu nó luôn. Em sẽ ok việc mình làm. Nhưng mà nếu mà cái gì mà ảnh hưởng đến cái quyền lợi của mình, thí dụ mà công việc của em là chỉ gói gọn trong bán hàng, thì em chỉ làm đúng khâu của mình. Rồi ví dụ như mà sau này cái mình gặp người yêu của mình trong công việc luôn, mình yêu được một cái cô trong công việc mà yêu là yêu nghiêm túc á, yêu sâu đậm á, yêu định cưới luôn á. Dạ. Rồi cái bị đúng cái chị đó ly gián giống như trong quá khứ luôn, rồi quyết định lặng im rồi thôi, ta xa nhau từ đây luôn không? Nếu mà có trường hợp xa nha, em sẽ nói với bạn gái em là ok, nếu mà mình đi làm á, trên chỗ làm thì mình sẽ là ai cũng có việc nào việc đó làm. Còn nếu mà về nhà rồi á, thì mình sẽ yêu với nhau, mình sẽ quan tâm nhau, nó rõ ràng hơn à, cũng đỡ ảnh hưởng đến công việc. Rồi nếu như bạn gái em nói không với bà sếp, bà không cho yêu nhau thì thôi chắc em rủ bạn gái em nghỉ việc luôn. Vậy đi, đúng rồi, bảo vệ chuyện tình của mình lên. Lúc đó mình đã cho mình trưởng thành rồi, mình biết cái gì là quan trọng. Người yêu gặp được nhau là một cái duyên nợ khó khăn, công việc mình kiếm được mà, đúng không? Cảm ơn em. Muốn nhắn gửi gì cho những người bạn đồng trang lứa của mình không? Em nói là em chỉ muốn nhắn gửi là mọi người hãy cố gắng lên, dù có áp lực mà dồn nén hoặc là áp lực từ mọi phía nó dồn về thì mình hãy cố gắng, mình phải giữ lấy mình, chứ mình đừng có mà bị chèn ép rồi bị lệ thuộc vào nó. Cảm ơn một chàng trai trẻ trung, thực ra vẫn nhìn cuộc đời bằng một cái ánh mắt rất là thanh xuân, trong trẻo. Và câu chuyện ngày hôm nay chị cũng rất hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó, để hiểu rằng chúng ta vẫn lơ những cái câu chuyện này đi bởi những cái bức màn về định kiến giới, về những cái góc nhìn mà ở đó chúng ta cho rằng nó hài hước vì nó liên quan đến những cái yếu tố về giới, về cái việc yếu thế của nữ, hoặc là những cái mặc định về quyền lợi của nam, mà quên mất rằng đôi khi cái câu chuyện công bằng nó cũng cần phải được nhìn nhận ở tất cả các giới giống nhau. Và rất là hy vọng các bạn trẻ nè, khi mà mình đi làm thì mình cũng có sự bình tâm, mình cũng phải có những cái nhìn nó rất là chiến lược cho cả một giai đoạn của cuộc đời. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần. Còn bây giờ thì đã đến giờ đi ngủ rồi. Chúc mọi người sẽ có một giấc ngủ ngon. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau ở Ai Cũng Có Chuyện. Alo. 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 Rồi xin chào bạn nha. Đầu tiên xin mời bạn giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ, ok. Em tên là Lê Văn Phương. Hiện tại là em 24 tuổi. Và em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương.
Công việc của em hiện tại là đang làm huấn luyện viên cá nhân và làm gia sư. Em từng tốt nghiệp ngành dược nhưng mà đa số là em sẽ không theo ngành dược do em theo dinh dưỡng, thành ra em mới đi theo ngành huấn luyện viên cá nhân. Rồi, mình làm là mình làm cá nhân mà mình làm cho công ty hay sao em? Em làm theo kiểu freelance á, là theo kiểu tự do. Giờ giấc thì À, tự do. em làm được bao lâu rồi? Giờ em làm được 1 năm rồi ạ. Rồi, cái thu nhập mình thế thì nó ổn định không? Dạ sao chị, cái đường truyền nó hơi vấn đề ạ. Thu nhập của mình nó có ổn định không em? Dạ có. Thì khoảng bao nhiêu một tháng, mỗi tháng em trung bình á, khoảng bao nhiêu trung bình á? Cái này nó còn dao động theo kiểu mà kiểu khách khách book em, ví dụ như em dạy theo buổi, cứ mỗi buổi là dao động từ 200 tới 300 nghìn một khách, là tính theo ngày. Thì em sẽ chốt theo buổi, ví dụ như là em sẽ chốt tầm 40 buổi chẳng hạn, thì một tuần ví dụ quy đổi ra thì một tuần em sẽ được có 4 buổi cho khách. Thì như vậy thì nếu mà dao động thì nó sẽ tầm từ 15 trở lên và tầm 30 đổ xuống. Rồi ok. Rồi, thế thì em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Về điểm mạnh của em thì em là một người hoạt ngôn, biết quan tâm và có trách nhiệm. Và nếu mà đường tình duyên của em thì thật sự ra em có một mối tình đầu được 6 năm và cũng vừa mới đây thôi, cũng gần 2 tháng. Thì như vậy. Rồi lý do làm sao chia tay em nói luôn đi, mình chia sẻ luôn cái mối tình đó, sao mà 6 năm là chia tay. Dạ thì nói rõ ra thì em cũng có những cái em sẽ không nói tiện nói ở đây, nhưng có một điều thì không hợp về quan niệm, giống như có những vấn đề chúng ta sẽ giải quyết với nhau trong một thời gian ngắn, một thời điểm nào đó, nhưng dần dần chúng ta bỏ qua nhau, kiểu lờn qua nhau ấy, thành ra nó sẽ có một cái nút thắt, và nút thắt đó để tới mức độ mà không thể nào giải hòa được nữa thì nó sẽ bung. Kiểu thế như thế thôi. Rồi vậy nhưng mà em nói chung chung như vậy á, là bên chị sẽ rất là khó, bởi vì cái mối tình đấy của em dù sao nó cũng là 6 năm á, mà em mới chia tay có mấy tháng à, bây giờ em không nói rõ lý do mà em chia tay bạn gái thì là sợ rằng cái bạn thứ hai, bạn tiếp theo đây bên chị làm mai cho em trên chương trình á, bạn ấy sẽ không hiểu được, hoặc là bạn ấy sẽ cảm thấy là em không có thành thật á trong cái mối quan hệ á. Ok thì chứ vậy thì cái nói câu chuyện đó thì thành ra là em lại nói xấu người khác thì cũng không tốt. Không, bây giờ em cứ nói với bọn chị xong, còn cái việc mà lựa chọn cái thông tin để em lên chương trình em chia sẻ á, thì bọn chị biên tập bên chị sẽ hướng dẫn cho em cái cách để tụi em lựa chọn được cái chi tiết em nói làm sao mà nó đẹp lòng cả đôi bên. Còn bây giờ ở đây nó chỉ có nội bộ của chương trình thôi, không có ai hết. Nên là em nên chia sẻ ra thì bọn chị mới biết được, để bọn chị có thể là ở cô gái tiếp theo bọn chị sẽ không kiếm cái người mà nó bị rơi vào những cái điểm xấu, điểm như cái mối quan hệ cũ của em nữa. Thì cái điều đầu tiên thì cho em nghĩ là những cái việc gì mà chúng ta đã vượt qua, đã kiểu những cái khúc mắc chúng ta đã vượt qua rồi, thì đừng nên lôi quá khứ để lên nói ở thời điểm hiện tại. Cái điều đó, cái điều mà em nghĩ là tâm tâm đắc nhất, em nhớ nhất, và đó là một điều em nghĩ là lớn nhất mà em từng trải qua. Tức là bạn gái của em là hay lôi chuyện quá khứ ra để nói hay sao? Dạ đúng rồi, kiểu dạ kiểu như vậy. Thì nói chung Nhưng mà 6 về năm mà tụi em 6 năm là quá khứ gì để nói? dạ nó rất là nhiều chuyện, giống như em là một người có một cái tính giao tiếp rất là tốt, một người hoạt ngôn, một người có thể giao tiếp với tất cả mọi người dù là độ tuổi này chăng nữa. Hiện tại em cũng làm gia sư, thì gia sư em dạy lớp 1, và em cũng thật sự em chỉ biết thì khi mà dạy lớp 1 thì nó không hề đơn giản. Thì đối với em thì tính tình rất là điềm, rất là điềm và chịu áp lực cao, nhưng có cái là em không phải là một cái tiếp người để nói. Ví dụ như em có thể nhắn với nhiều cái mối quan hệ nữ nam, nhưng em không có thói quen là anh mới quen được bé này, anh mới quen được em này, anh mới chị được 1 tháng 2 tháng chẳng hạn vậy, thì em không người nói em, với lại em không hề ẵn một bất cứ điều gì cả, em cứ để ở trên đó. Bạn nữ nếu có đọc thì ok, có gì hỏi em, chủ động hỏi em, bạn nữ này như thế nào với anh, bạn nữ này ở đâu, ok em sẵn sàng em trả lời. Nhưng bạn gái em thì nói chung không hỏi,
cũng có vài lần sẽ hỏi, nhưng có nhiều lần lại nhìn thấy và không hỏi em bạn bạn này như thế nào với anh. Và thế là mọi chuyện nó cứ dần dần nó tích lại, và đến nỗi bùng một phát một em kiểu không trở tay không kịp. Nói chung lại nói chung là người bạn nữ đó là người nói đầu tiên, và em nói thì thật sự ai thì cũng có tính xấu, ai thì cũng có tính tốt, và quan trọng là phải cố gắng để sửa đổi và có thể làm tốt hoàn thiện hơn chẳng hạn vậy. Thế nên là tới là ngày hôm nay cũng được chắc biết được 2 tháng chưa nữa, em cũng không nhớ rõ, tại vì em cũng đã bắt đầu, khi mà em bắt đầu một mối quan hệ mới thì em bắt buộc em phải quên được người cũ, và em mới bắt đầu cũng không kiểu vậy. Giờ em quên chưa? Dạ sao ạ? Em đã quên chưa? Hình như em nói đã mới chia tay được 2 tháng hả? Dạ nói chung khoảng thời gian mà sau chia tay được 1 tuần, không là chính xác là 4 ngày, thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian rất tệ với em, và thực sự em nghĩ cũng không ngờ em lại rơi vào cái tình trạng như vậy. Tại vì em là người khá là kiểu sao ta, nói chung là không có bày tỏ cảm xúc ở bên ngoài, thành ra những cái chuyện mà em trải qua khoảng thời gian 6 năm đó, thực sự chính mọi người xung quanh của em, nhất là ba mẹ em, thật sự không biết luôn. Cho dù em có ra ngoài em có gặp ba mẹ gọi nói chuyện, với em thì đang ở riêng, thì hiện tại là đang không phòng này, đây là nhà của em riêng, nên là em không có kiểu ra ba mẹ nhiều, cũng có ra nhưng mà ba mẹ không biết là con trai mình mới chia tay chẳng hạn vậy. Đó, Tức là đó cái nên mối quan hệ đấy của em là ba mẹ cũng đều biết hết rồi đúng dạ không? biết hết rồi, hai bên thì biết hết cả, nhưng mà tụi em thì không muốn làm phiền tới phụ huynh, thành ra cũng chia tay trong im đẹp nhất có thể. Dạ Nhưng mà ý của chị hỏi ấy là mới quen 6 năm mà mới chia tay 2 tháng như vậy á, là thì có cái ổn định mối chưa đúng quan không? hệ của em, bản thân em đã ổn định chưa và Dạ đã khi em đã sẵn sàng bắt mà đầu một mối quan hệ mới chưa đó? dạ có, tại vì khi mà em bắt đầu lên đây là em đã chuẩn bị tâm lý rất là kỹ, giống như là em không muốn tới người sau mà lại vấn vương người trước, từ điều đó em rất là kỹ. Tại vì thứ nhất mình làm như vậy cho dù mình có giấu người ta được đi, nhưng mà dần dần thời gian thì nó sẽ làm cho người khác, mình sẽ không có trách nhiệm với người ta, mình kiểu bị hơi hơi bị vô ơn người khác, thì do mình nhớ tới người trước. Và em cũng đã tự hỏi bản thân là mình có nên bắt đầu chưa hay mình cần thời gian để chữa lành. Thì đối với em thì khi mà khoảng bốn bốn ngày đó chung là cắt tệ với em, nhưng mà sau tới ngày thứ năm thì thật sự con người em nó đã dần dần chữa lành rất là nhiều. Dạ rồi, ok như vậy. Ok, rồi, giờ em muốn tìm mẫu người như thế nào? Thì với em nếu mà ổn nhất thì quen gần nhà là tốt nhất. Ở Thuận An, Bình Dương thì vẫn là tốt nhất, cùng tỉnh thì quá ok, tỉnh chung là ngoài tỉnh vẫn được. Em thì nói chung vấn đề cũng khá là ổn định về mặt kiểu đường đi, chung là địa lý thì ok không sao cả, nghĩ sao được cứ xa quá thì sao mà cách lòng nó cũng khó lòng lắm. Rồi cái thứ hai về mỗi người nữ thì có để nói thì cứ trên 1,5 m, dưới 1,7 m là được, khoảng chừng đó. Dạ dễ nhìn, có da có thịt chút. Một người không cần phải hoạt ngôn như em, chỉ cần có sự tôn trọng và có trách nhiệm là được. Với em thì chỉ cần 2 điều đó thôi. Em là 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là bạn gái kia là quen từ 18 tuổi luôn. Rồi, là bạn cùng cấp 3, cùng gần nhà hay là vào đại học thì quen? Em đó là em quen cách nhau 3 tuổi, em đó 202, em thì năm 99, em quen lúc đó em vừa mới tốt nghiệp ở cấp 3 xong, và em có một, em học dược, và em đã quay lại trường. Hồi xưa em có đi thi học hệ phổ đổng nên là em quay lại dạy trường, em dạy môn cầu lông, thì em quay lại để em củng cố lại cho cái nhóm câu lạc bộ cầu lông ở bên trường trên Hồ Đức. Thì mặt mai em lại gặp bé đấy trong hoàn cảnh là vừa mới vào trường chắc hồi tháng 10, như là ngày 30 tháng 10 là bắt đầu 6 năm tròn. Thì đó em quay lại là em mới có một cái tình cờ gặp bạn ấy. Thật sự lúc mà quen thì em tới đằng bây giờ em còn không hiểu hỏi tại sao là em quen bạn ấy vì điều gì nữa, em không biết luôn. Nó kiểu nó cứ tới dần dần, và kiểu tụi em thì rất là đơn giản Rồi thì về mối quen quan vậy là quen 6 năm nhưng mà tính ra mất 3 năm để người ta lớn rồi đúng không? Nên chính thức gọi là tình yêu thực sự là 3 năm thôi đúng không? Chứ phải đợi người ta 3 năm người ta lớn chứ. thì nói chung hồi nó nói như vậy thì cũng không phải, tại vì hồi xưa em 18 tuổi thật sự ra cũng còn trẻ trâu lắm. mới mới vừa bước ra đời thôi, tại vì hồi xưa
hẳn ra 18 năm để nói là em là con người rất là khác, mà sau 18 năm em con người khác. Thì trước 18 năm thì em là con người thật sự không biết làm việc nhà, nói thật. Do ba mẹ làm tắt hết rồi, em chỉ có việc là ở quét nhà, cái chén, cái đũa, cái nồi cơm em còn chưa biết nấu. Thật, cũng khá là tệ, nhưng mà khoảng thời gian nào em sau khi em 18 tuổi em mới bắt đầu quen thì em mới có cái trách nhiệm nhiều hơn là tự học nấu ăn, đi làm những công việc mà mình chưa bao giờ mình làm, mình thấy thôi nhưng mình chưa làm, như làm bồi bàn, làm thuê. Tuy thật sự đó hẳn ra công việc kiếm được 150 200 ngàn đối với em thật sự ra nó cũng không thành vấn đề, nhưng mà nó cho em cái sự trải nghiệm rất lớn về về cách nhìn và cách nhìn nhận cuộc sống này đó này. Rồi, ok. À, cảm ơn Phương ha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì Dạ có người phù hợp, có người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ với em ha. Có năng khiếu dạ tài lẻ gì thì cứ chuẩn bị sẵn hết ra đó rồi mình phô lên ha. dạ Ừ, ok. Cảm ơn em nhiều. Chào em. Xin bạn muốn hò để coi là cách bạn nói chuyện như thế nào ấy, cho bạn giới thiệu cho mình về họ tên, tên tuổi, quê quán người ta. Rồi. Dạ, em năm nay là năm Tuổi. 1998, tên là Dương Minh Lành, quê quán ở Sóc Trăng. Hiện tại thì sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. Bạn sinh năm bao nhiêu? 1998 ạ. 98 rồi. Rồi bạn làm nghề gì? Dạ, nhân viên bán trang sức ạ. Bán trang sức. Rồi, hiện tại mức thu nhập của bạn là bao nhiêu? Mức thu nhập thì từ 10 tới 12 triệu thôi ạ. Tới 12 triệu rồi. Sống ở quận 7 nè. Em sống với cha thế nào? Không, tại vì em ở quê em lên Sài Gòn làm thôi. Quê bạn ở đâu? Ở Sóc Trăng hả? Quê Sóc Trăng rồi. Bạn giới thiệu sơ cho mình về tính cách của bạn nha, điểm mạnh, điểm yếu nè. Em thì tính cách kiểu ôn hòa thôi, bình thường như bao người thôi à, mà cái là hơi nhút nhát tí ạ. Nhút nhát. Rồi bạn có phải là một người không có gia đình không? Dạ có ạ. Bạn nấu cơm được không? Bạn lo lắng chăm sóc gia đình được không? Dạ được rồi. Của gia đình rồi. Về điểm yếu nha, bạn có hút thuốc, cờ bạc hay là tứ đố tùy không? Dạ không ạ. Không biết hút thuốc hả? Không biết hút thuốc ạ. Rồi, về vậy thì thường bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Một thôi ạ. Một mối tình chính thức. Rồi bạn kể cho mình mối tình đó đi. Bạn kể đi, mối tình đó như thế nào, quen nhau ra sao, lý do tại sao hai người lại chia tay? Dạ. Mối tình đó cũng quen nhau trong làm việc thôi, tình cờ thôi. Rồi sau cũng một thời gian 2 năm sau, dạ như là em công việc bận quá nên không có thời gian cho bạn ấy. Không có thời gian dành cho bạn ấy rồi chia tay hả? Vâng. Lý do chia tay chỉ là không có thời gian thôi. Vâng đúng rồi. Rồi hiện tại gặp đã biết chương trình bạn muốn hẹn hò lên chương trình là mình sẽ ghi hình đúng không? Vâng ạ. Thì bây giờ bạn mong muốn bạn gái của bạn thế nào nè? Thấy của mình cũng bình thường thôi, nhưng phải giống như biết thông cảm cái công việc của mình đó. Chiều cao này như thế nào, bạn cao mét nhiêu, Em cao 1m62 ạ. cao cái gì, rồi bạn ấy cao nhiêu rồi phù hợp với bạn? Bạn ấy cao từ 55 trở lên là được rồi ạ. Rồi quê bạn ấy sống ở đâu phù hợp với bạn? Ở đâu cũng được ạ. Em rất dễ. Yêu xa được đúng không? Dạ vẫn được. Rồi nghề nghiệp thì cô ấy làm công nhân hay là gì được không? Sao ạ? Nghề nghiệp cô ấy làm công nhân hay là bạn lo cho bạn ấy được không? Vâng vâng được ạ. Em không quan trọng cái điều đó đâu. Ok. Tuổi tác thì như thế nào? Tuổi tác thì là năm từ chín mấy trở xuống thôi à, đừng quá tuổi thôi. Ok, rồi. Thì đây là chỉ là một buổi casting tổng hẹn hò thôi.
thì nếu mà tụi mình kiếm được người phù hợp để làm được cái bạn sâu hơn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Lâu rồi, cảm ơn. Ủa mà anh mới ngủ dậy hả anh? À, bữa nay làm mệt quá, công ty nghỉ nhà bữa em ơi. Rồi, ok. Rồi, đây là bản nguyên hò, chương trình bản nguyên hò để coi là em coi là cách anh nói chuyện như thế nào á. Thì bây giờ anh giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp ha. Rồi, ok. Rồi, anh giới thiệu đi, mời anh. Anh tên là gì? Lê Quang Châu. Lê Quang Châu, anh cứ nói một lèo đi, em sẽ nghe. À, Lê Quang Châu. Cái gì? Sinh năm 1987. Rồi, anh làm nghề gì? Anh làm tài xế trong công ty. Tài xế hả? Là chở nhân viên đúng không? Không, chở vật chở hàng. Sắt rồi đó. Rồi ok, cái mức thu nhập hiện tại của mình là bao nhiêu ạ? À, 10 triệu. Rồi. Anh thì hiện tại là anh đang làm việc và sinh sống ở đâu? À, sinh sống ở Bà Rịa Vũng Tàu á. Bà Rịa Vũng Tàu thì ví dụ như ghi hình bằng cái hình họ ở trên đây á, thì mình nhắm mình có lên đây được không? Được. Rồi. Dạ anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh ly hôn 3 năm rồi. Ly hôn 3 năm mình có cháu rồi chưa anh? Có 3 đứa. 3 đứa. Rồi bây giờ anh kể cho em nghe về cái tình trường của mình đi ha. Về anh quen cô ấy như thế nào? Kết hôn được bao lâu? Anh kết hôn được bao lâu rồi? 2017 á. Mấy năm? Cái gì là mấy năm ta? 17 biết tới 23 là chắc 7 năm rồi, mình ly hôn 3 năm rồi chắc cũng giờ là 7 năm. Ly hôn 3 năm rồi. Anh quen cô ấy như thế nào? Chung là quen mình gặp nhau bên trên mạng xã hội. Trên xã hội. Rồi tiếp đi, anh cứ kể câu chuyện của anh đi, em sẽ là người nghe thôi. Rồi lý do hai người tới với nhau rồi tại sao hai người lại chia tay? Là do tình không có hợp á. Hai kể lộn. Tính tình không hợp, cái điều mà gì mà tính tình không hợp nhất nè? Hai kể lộn với mình, hai cãi với nhau á. Hai kể nhau về điều gì, về kinh tế hay là cách sống hay là như thế nào? Về chắc về cách sống tương đối lại kinh tế một phần nữa. Cái gì làm á, nhà hay tức chết á, hay cái lộn. Rồi. Hiện tại là ly hôn 3 năm rồi, anh đã có quen người nào khác chưa? Ý là tìm hiểu. Chưa em ơi, chưa quen ai. Ừ. Vậy thì mong muốn đối với chương trình á, anh mong muốn bằng cái của anh như thế nào? Hiền được rồi. Chưa lại cho chăm sóc gia đình. Nhưng mà anh có phải là người biết chăm sóc cho gia đình không? Có chứ, anh đi làm đồ biết mà. Với lại là hợp tính. Ừ, hợp tính thì lúc đó lên chương trình mới biết được ha. Rồi, chăm sóc cho hình là ngoại. Anh cao mét bao nhiêu vậy? Anh cao mét 61, 62. Rồi, cô bạn gái của anh là cao mét 55 được ha? 50 cũng được, 50-55 gì cũng được. Rồi, ví dụ như cô ấy sống ở Bà Rịa hoặc là dòng thành phố Hồ Chí Minh thì hoặc là yêu xa được không? Ở Bà Rịa Vũng Tàu thì càng tốt, còn thành phố thì phải mình phải tìm hiểu chạy lên. Rồi, tuổi tác thì cô ấy đã từng cô tuổi tác thì tuổi như thế nào phù hợp với anh?
anh trước còn coi tuổi chứ bây giờ anh lớn thì tuổi không nhiều cũng được, chung là 89 hoặc là 94 nó hợp với 94 hoặc là 89 hoặc 90 nó không hợp. Nhưng mà ý là số tuổi á, ví dụ như từ 25 cho tới 40 tuổi lớn hơn anh 2 tuổi được không? Không em ơi, nhỏ anh đi, một là bằng, hai là nhỏ anh chứ đừng có lớn hơn anh. Rồi ok. Rồi à, nghề nghiệp thì cô ấy làm công nhân được ha. Rồi cô ấy đã từng kết hôn và ly dị và có con được ha? Có mấy đứa em? Thì anh muốn mấy đứa? Một đứa thôi. Single mom, một đứa con. Rồi hiện tại ba đứa con của anh là đang sống với anh hay là sống với mẹ? Một đứa nó ở với mẹ nó, còn anh gửi bà nội nuôi hai đứa. Ủa mà sao không, là anh đang ở với bà nội luôn hả? Không, anh có nhà bên rồi. Rồi sao anh không ở với con anh? Con anh nó thích ở bà nội, nó không thích ở với anh. À dạ ok anh. Rồi chỉ, anh chỉ phụ kinh tế thôi chứ còn anh có nhà riêng. Bên nói anh có nhà rồi về nhà ở đi, mà không chờ chung với bà. Rồi thì đây là một buổi casting thôi, thì để coi là cái profile của anh như thế nào á, thì nếu em lựa chọn được một người phù hợp với anh thì sẽ làm việc với anh sâu hơn ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ rồi, cảm ơn em.